trên kia cũng thấy đóng cái này. Ở đây nó như là một khối bờ, còn cái kia nó chỉ đổi. Khai thác cát thì đối với Tân là trong cái hai thời điểm năm 2010, đối với bên Bắc Giang thì người ta khai thác cát năm 2016 là có khai thác một đợt, thì sang năm 2017 là có một đợt. Thế còn trên địa bàn xã Quế Tân bên phía khu thuộc địa bàn của Quế Võ thì không có hiện tượng khai thác cát ở bên địa bàn bên địa phận của Quế Võ quản lý, chỉ ở bên khai thác ở bên khu Bắc Giang. Cái này mà nói thì trước khi mà đối với cái việc hút cát này thì chúng tôi cũng không thể khẳng định được cái việc này do hút cát và là do hay là do lùm xoáy trên địa bàn ấy thì cũng chưa xảy ra thì nhận nó sạt lở. Đối với chúng tôi thì đến thời điểm này thì chúng tôi cũng không nhận được cái tin nhắn đối với việc đe dọa hút cát. Nếu như mà ta không xử lý kịp thời thì tôi cho cũng dẫn đến rất là nghiêm trọng. Nhưng mà sau khi có cái hiện tượng cái thì tỉnh và huyện cũng rất quan tâm mà xử lý. Nhưng này thì đến thời điểm này thì tôi cũng thấy nhìn thấy thì về cái việc là thấy xử lý này thì cũng thấy rất là ổn. Thế còn về cái việc trong quá trình thế nào tôi không biết, nhưng mà cũng đã kịp thời về xử lý đối với các chỗ mà nó xảy ra cái sự cố. Do cái việc là nứt và lở cái sự cố tôi thấy là xây dựng cái đấy tôi cho là đối với tỉnh, trước mắt là nói là tỉnh huyện công chí quan tâm